ha. Chào quý anh chị luôn. Chào những ai mà yêu mến làm nông nghiệp á mọi người. Thì bữa nay mình chia sẻ mọi người về cái vườn cà na mình. Thì hôm nay cũng lâu rồi mọi người, từ khi trồng tới nay chạy ra 5 tháng ngoài rồi. Rồi lâu quá không có chia sẻ, bữa nay quay lại cho mọi người xem ha. Này nó bị lớn rồi các bạn. 5 tháng mấy rồi. Thì mình trồng sen với cái vườn xoài. Vườn xoài này mình ghép lúc trước các bạn. Mình mới ghép lại, giờ cũng chạy ra 8 tháng 9 tháng rồi. Cũng gần để trái được rồi. Hiện tại cũng có số trái. Thì vườn này lúc trước là xài Đài Loan đỏ các bạn, do năng suất nó không có, nó đậu trái khó đó. Mình ghép vào giống xài Đài Loan xanh. Thì bữa hổm nó ra một số trái nữa các bạn. Hổm nó chỗ bông ra số trái rồi. Đậu trái mình bao. Nè mình không có kích nha, nó ra. Ra tự nhiên. Thì mình sẽ đi quay tham quan một chút hết mọi người. Cũng có số cây nó lớn chậm, do cái giống lúc trước nó bị ấy mọi người, nó cái bầu nhỏ. Còn số cây nó lớn nó có trái luôn á. Đây giống cà na Thái ha. Na Thái. Cái video trước mình có chia sẻ mọi người cách trồng đó. Tới bữa nay luôn. Thì nói chung cái cà na này mình trồng chủ yếu là để phòng ngừa các bạn. Phòng ngừa. Thì ngừa về cái mà lo cái vụ xài nè các bạn. Hiện tại giờ xài rất là làm rất là khó khăn nha, đầu ra cũng khó luôn. Cho nên mình trồng sen cà na để mình phòng thủ các bạn. Cho nên cũng không có săn sóc cho nó được gì mấy. Cũng rất là ít đi phân luôn, cũng rất ít xịt sậu luôn các bạn. Nói chung thì cà na nó sống dại, nó kháng bệnh cũng hay lắm. Dưa kháng sâu cũng đỡ ha. Thì từ khi trồng tới giờ các bạn, thì mình mới cho ăn có 3 cử phân à. Thì phân không có hết nhiều ha, gãi lần khoảng nắm nhỏ xíu, khoảng 50g mà trở lại. Còn về thuốc sâu thì mình chỉ xịt ngừa lúc mà nó bị điệp sáp đeo nè, hoặc là bị sâu ăn đọt nhiều mình mới xịt ha, chứ không có xịt thường các bạn. Thì đối với mấy cây nhỏ, cây mít này kia nữa, mình không có nên mà xịt định kỳ thường cho nó, xịt giết nó lần. Mà mình chỉ đi theo dõi, ví dụ mà thấy sâu bệnh bắn trong thì mình mới xịt ha, hạn chế xịt nó thường nha mọi người. Đối với mít mới trồng cũng vậy nữa. Mình trồng mình chỉ coi thiếu phân mình đi phân, rồi thấy sâu mình phải xịt. Như vậy nó mới giảm chi phí ha. Chứ không nên mà cứ xịt định kỳ 10 ngày xịt hoài mấy cây con là không nên. Nó lợn thuốc. Thì giai đoạn này nó cao mọi người, mình bấm đọt. Thì mấy nay mình đang bấm đọt nè. Bấm đọt để cho nó lùng cái cây lại. Và nó xẻ cái tàn cái ha, cho nó thấp cái tàn mình dễ hái trái. Thì bữa nay đi cắt tỉa qua chia sẻ mọi người xem luôn ha, xem giải trí chưa. Thì mình thấy cà na nó cũng nhẹ phân, nhẹ xịt sâu các bạn. Nó có những cái tàn mà nó cũng rất lớn các bạn, như cái tàn này nè. Cái này cũng bự lắm. Như tàn này là trái được rồi đó các bạn. Đợt trước mình mới trồng xuống khoảng tầm 3 tháng mấy 4 tháng là nó ra một đợt bông rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó cái xích nó nuôi không nổi các bạn, nó rụng. Nó không có đậu ha, nó rụng bông hết. Nó chỉ đậu lại một số trái à. Một số cây nó đủ sức thì đậu. Còn nhiều nó rụng hết ha, mình không có xịt luôn tại vì nó còn nhỏ quá, mình không có dưỡng trái luôn. Rồi mình bỏ thí luôn. Còn như bây giờ là cây tàn vậy là lấy trái được nè các bạn. Nó cũng dễ đậu trái. Đủ sức là nó đậu à. Để mình đi quay là cái cây có trái mình quay cho mọi người xem ha. Này mình bấm đọt rồi nè. Bấm đọt xong rồi nó đâm tàn ra nè ha. À. Đây là cây phía trước nè bạn, cây này có trái nè. Cây này cái tàn nó đủ lực nè. Nhìn thấy không? Thì trái này cũng tháng ngoài rồi, đây là khởm nó chỗ khoảng 4 tháng mới chỗ rồi. Đậu tới này cũng tháng mấy rồi, trái này cũng gần già nè. Nói chung là mình không có xịt sọt gì trơn ha. Nó đậu rồi để tự nhiên luôn.
nó dễ đậu hay là cà na thường của mình ha. À, đậu được vài trái. Như vậy là an tâm mấy bạn, thì cũng chuẩn giống của cà na Thái rồi. Cà na Thái thì trái sớm ha. Còn mà trồng ngay cái cà na mà dại á các bạn, cà na lai á, rất lâu cho trái nha. 2 năm ngoài cũng chưa thấy trái nữa. Loại cà na gừng các bạn. Mình có trồng lúc trước mình có mua cây trồng thử. Là không đúng giống nha. Mua thử của cái chỗ bán á, không có đúng giống. Để giúp mình quay cái cây đó cho người xem, nó rất là lớn luôn. Mà ra có bông rồi mà đậu trái rất là ít luôn. Hầu như là rụng bông hết. Còn đối với cà na Thái này dễ đậu các bạn. Mình bỏ liều luôn nè, vẫn đậu nè. Lâu lắm rồi không có xịt thuốc cho nó hết. Lâu lâu cũng có đợt sâu ăn đọt nha các bạn. Mà sâu ăn đọt thì mình không sợ. Chỉ sợ cái con riệp sáp thôi. Riệp sáp và rầy mềm ha, nó đeo mấy cái đọt non này nè. Mình nên gặp thì mình sạch ha. Có đeo thì sạch. Ở đây mình trồng trang kẻ cặp mé bìa mương ha. Mé bìa mương. Không, cái giống này mình mua 22.000 một cây các bạn. Người ta bầu sẵn luôn ha. Trồng nó ít hao, không có hao. Nói chung là hao có vài cây à. Còn mà cà na mà dạng bầu á, bầu củ tỏi á, đem về trồng chết dữ lắm nha, hao lắm. Mình không biết trồng là nó hao nhiều lắm. Còn mà bầu sẵn gì nữa các bạn, trồng ít hao. Nên mình sẵn đi tỉa đọt cho mọi người, quay cho mọi người xem luôn. Bấm cho nó siêu lùng nữa bạn. Nữa có trái mình dễ thu hái. Mấy nay trời mưa liên tục mọi người, nên là làm mít cũng không được ha. Không dám tỉa trái và tỉa cành, mình không dám. Mưa sợ tỉa vô cái nấm phẩn nó tấn công. Rồi rảnh đi qua làm cà na, quay chia sẻ cho mọi người xem. Dọn bớt mấy cái cành trong thân luôn các bạn. Ở trước mặt mình là cây cà na này, cây cà na dại mọi người. Thì giống cà na này là cà na hồi xưa của mình đó. Mà chạy giống kiểu dạng bán mà không biết. Thì mình cũng không rành, mới trồng mà mới lúc đó mua thử cây trồng. Rồi mua ngay cây cà na này. Hiện tại giờ cũng 2 năm rồi. Mà chẳng trái chăng nữa chứ các bạn. Và không có bông. Cũng có ra bông nhưng mà không đậu, đậu có mấy trái. Thiền này mình quay chia sẻ xong mình đốn nè. Đúng ra là mình đốn lâu các bạn. Ngặt để quay cho mọi người xem. Cái giống cà na này thì mình trước khi trồng cà na các bạn nên tham khảo giống nha. Xem những ai trồng cây cà na Thái á, mình xem coi giống nó thế nào, cái lá thế nào, cái đọt thế nào các bạn. Để mua không cho lầm ha. Chứ chạy giống hay uy tín mới được. Chứ cà na thấy dễ bị la giống lắm. Lúc trước á là nhà mình mua con cây mình thử à, chứ mua mà hết là mệt rồi. Rồi đốn bỏ hết rồi. Là tốn biết nhiêu tiền mà nói. Hơn là mua con cây để trồng thử. Đó thì sau này mình mới tìm hiểu ra là cái cà na dại các bạn. Thì mình để phân biệt nó cũng dễ biết lắm. Phân biệt về cái đọt nè các bạn. Mọi người thấy cái đọt cái lá không? Cái cọng lá nè với cái đọt nè màu tím. Tím đậm ha. Đó mà cái lá nó dài ha. Đó cái đặc điểm đó mình dễ phân biệt.
Còn đối với cà na Thái ha, đây cà na Thái nè các bạn, cà na Thái trước mặt nè đó, cái lá nó hơi tròn ha, bầu tròn. Lá nó bầu tròn ha. Đó, mình phân biệt hai cái đọt với nhau nè. Thì cái tay mình cầm là cà na dài, cà na thường mình nè. Còn cây này là cà na Thái nhỏ nè, thấy không? Cái đọt cái nè cà na Thái các bạn thì nó có cái màu kiểu mà hơi tím, mà tím lỡ tím nhạt ha, tím nhạt theo mấy cái gân nè. Đó, mấy cái cuốn lá này nó hơi tím mà tím lợt nè. Còn cái về cái đọt thì nó cũng hơi tím thôi đó. Còn cây cà na dại nè, tím đỏ luôn ha, tím đỏ từ cái đọt luôn cho tới cái cuốn lá luôn. Rồi còn cái đặc biệt này nè các bạn, cái phía gần dưới của cái lá cà na dại ha, đây mấy chỗ này nè, nó không có chấm nha. Rồi mình chỉ cái dấu chấm của cà na Thái cho mọi người xem nè. Cà na Thái là nó có những dấu chấm theo cái gân lá nha, mọi người thấy không? Đây dấu chấm nè, một tay quay hơi khó chỉ ha. Cây cà na dại thì nó không có chấm gì đâu đó, còn cây cà na Thái là có nha. À, nó có những cái dấu chấm theo cái đường gân lá nè các bạn đó. Quay điện thoại thì thấy cái dấu chấm không rõ các bạn, chứ ngoài mình nhìn thấy rất rõ ha, có những cái đốm chấm chỗ cái gân lá này nè, chạy dài lên đây nè, do cái điện thoại nó khó thấy mấy cái dấu chấm của gân lá cà na Thái ha. Nó có những dấu chấm nè, đây nè, chấm này hai bên nè các bạn, lên trên này nó có chấm đó nha. Vậy lên đây nó có điều những cái đốm chấm chấm nó hơi vàng vàng á. Còn đối với cà na dại là không có nha, cà na dại nè nó không có những dấu chấm đó, theo cái gân lá là hình như là không có, mà cái lá nó thì dài các bạn nè, lá dài ha. Còn cái lá cà na Thái là tròn, là bầu tròn. Và cái đọt của người ta nó không có tím mạnh ha, tím lợt. Thì đối với cà na Thái này các bạn, nếu mình trồng săn sóc đầy đủ cho nó khoảng 6 tháng mình để trái chín được rồi, yêu cầu cái tàn là đủ lực là mình để trái được rồi. Hiện tại do lúc này dịch bệnh các bạn, chỉ thị 16 này kia đi đứng khó khăn ha, cho nên là mình cũng không có nôn làm trái nữa. Nếu mà làm trái thì bán cũng khó, cho nên hiện giờ mình cũng để dưỡng cây các bạn, dưỡng cây lớn để đủ tàn, rồi sau này nó dịch bệnh cho nó ổn thỏa ha, lưu thông dễ dàng mình mới làm trái mình bán. Thì buổi chiều mình quay sơ lược chia sẻ mọi người về giống cà na ha. Rồi thì cũng rút ngắn video tại đây các bạn ơi, rồi hẹn lại những video sau ha. Rồi chào tạm biệt mọi người ha.